Các bác nhìn bầu trời đen xì, vừa đặt đít xuống đây thì rất là nắng, ngồi được đâu chưa đến 5 phút bầu trời đã kéo mây đen à. Giờ này thời tiết nó cứ củ chuối thế các bạn. Nói chung là lúc nắng lúc mưa, trưa thì oi bà cố, giờ thì lại chuẩn bị nổi rông nổi gió rồi, khó khăn lắm. Đấy, gió đấy. Ai điện thoại để em nghe điện thoại các bạn nhé. Sai, đi gọi điện. Vừa nói xong mưa được ngay các bạn. Nắng mưa đấy. Mưa lâm tâm mà. Ê, chán thật. Nước đang ra các bác. Nước đang ra này. Quê em có cái câu là tháng 8 nước ra, tháng 3 nước vào các bác. Tức là tháng 8 thì ban đêm nước nó ra, nó tháo ra, nhưng bắt đầu từ tầm chiều nước nó bắt đầu ra, cháy rất là mạnh, không đi câu đâu được các bạn. Muốn đi câu ở những nơi khác nhưng không đi được, bởi vì nước sông nó cháy. Em thì chỉ có câu đơn thôi, câu đơn câu đài thôi nên là không câu được, chỉ có quay đi quay lại mấy cái chỗ điểm này, nó nước nó dạng như kiểu nó có khúc cua ấy, với lại cái khu vực này nó cũng cách xa cái cửa cống này, nó nước nó cháy nó không mạnh lắm, có thể câu được. Đây coi, bắt đầu mưa nặng hạt hơn đấy. Ê, chán nhỉ. Thôi đợi tạnh mưa mới câu được các bạn. Chứ giờ mưa này cũng không ăn thua. Em vừa mới xảo. Có khi lại mắc rác bên dưới, chỗ này nhiều rác lắm các bạn. Rác vô đối rồi, ngồi tí giật đống rác. Úi giời. Đây rồi. Úi giời ơi. Ôi nhỉ, cá không thấy đâu. Tầm đóng rác này. Ngồi từ nãy giờ một mớ rác này các bạn. Ui nghĩa rác. Rác này rác này. What the hell? Ngồi tí chục bao rác này nhỉ. Vãi đái. Trời lại đó cơn mưa các bạn. Người chán thế. Ngồi câu chỗ này cá thì chả ra được con nào. Lên toàn rác là rác. Từ lúc ngồi đến giờ phải lên được tầm khoảng gần chục cái túi ni lông các bạn. Chán thật. Buồn thối ruột, nữa mưa đấy chứ. Thôi chắc em ra cắm cái ô xong rồi ngồi ngoài kia câu coi nhé. Lại ngồi lên cái đầu cái cống này. Hy vọng em có được con nào được cái chứ. Ngồi đây không thua rồi. Ngồi đây chỉ có câu rác thôi. Cá thì chả chạm con khí này còn nắm rác nữa. Chán đời.
Em đi cắm câu các bạn nhé. Chuyển ra cái chỗ này câu các bạn. Mưa quá trời mưa luôn. Mưa giọng cá không cắn. Buồn như chuột chuột. Câu toàn rác là rác. Úi giời, còn mút kinh thế. Cái nhưng được một con rồi các bác ơi. Cuối cùng thì cũng không mó. Được một con cá nhưng. Cá nhưng kinh nó rút phát sợ nhỉ. Mút mất hình. Kéo lên, bành lên kéo xuống kinh. Ăn máu thế. Không mó, không mó mà con nhớt rồi. Biết đâu làm con cá nheo. Làm con cá nheo. Bình ngược phang các bạn. Cá nhưng này to này. Con này to các bạn. Bắt. Ôi mẹ mẹ con. Bành này thì bành vào lên cá diếc. Cá diếc pha bành. Nhìn đã các bác. Câu chỉ đáy cá diếc. Ui kìa. Sao lại có con diếc đẹp thế này. Nó có cá diếc. Ui giời ơi, ngồi câu mãi được con. Câu pha bành thì cũng đã phết đấy các bạn, đừng đùa. Cảm ơn em cứ lười, em không thích câu. Thích câu phao lứng hơn, chì lứng hơn. Hôm nay nước cháy quá thôi. Câu quyết tâm là đọ thêm chì đánh. Đánh chì chạm đáy, phao bành. Bành cá phao. Hôn hôn cá chép đấy ạ. Đấy. Chép bằng này cũng bành rồi. Bé tẹo cũng bành. Đấy. Có cá phao bành như thế các bác. Câu chỉ đáy. Nó ăn nó nuôi nên là bành phao thôi. Hôm nay là cận cánh câu cá diếc cá chép phao bành các bác nhá. Cận cánh câu cá chép phao bành nó như thế đấy. Mẹ con ruồi chuồn chuồn nhìn đã ghét. Bành đi bây giờ thế mà mít cuộc đời. Cuộc đời thật lắm bon chen. Đen. Ê, còn mít này hình này, méo nè. Bành quá. Kỳ ta.
giật đúng nhịp bánh thế mà sao lại không được các bạn nhỉ? Nó chôn mình. Bánh ô. Đùa chi? Vừa phái đi chi? Giật mấy phát không được thế nào? Quầy khang bác. Đây thu hoạch khá không? Này thu hoạch khá, này bác thu hoạch khá không? Cháu câu này không cắn mấy. Dạo này cá đi đâu hết rồi? Mười tám giờ không ba rồi các bác ơi, tối rồi. 7 giờ hôm nay có đá bóng Việt Nam với Thái Lan, về chuẩn bị đồ về xong rồi chúng ta xem đá bóng các bạn. Hôm nay cầu vẫn chưa ok, nói chung là từ hôm mùng 2 tháng 9 bây giờ, sau cái hôm cầu được con cá chấm 5 cân các bác, đến hôm nay thì đi cầu đa số toàn móm, được có vài con. Mấy bác đi đánh lưới đấy cũng không được con nào. Mấy cá này đi đâu hết rồi, hay là hết cá rồi. Nói chung là cũng củ chuối lắm, hoài lắm các bạn. Thôi bây giờ thì đồ đạc em chuẩn bị cho vào xong rồi về đây các bạn. Về chốc xe nó bóng các bạn nhé. Em kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bác nào yêu quý kênh thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video cho những người cùng xem hơn nữa nhé. Em để cái nút đăng ký để hướng dẫn đây các bạn. Rồi. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Chúc các bác buổi tối an lành nhé. Bye bye các bác.